This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Vietnamese. Đây là Đài Phát thanh Thái Lan, phát thanh hàng ngày từ thủ đô Bangkok vào hồi 12:30 tới 12:45 theo giờ quốc tế, tức 19:30 tới 19:45 theo giờ địa phương, trên tần số 9.390 kHz. Xin mời quý vị đón nghe. Xin kính chào quý vị thính giả, hôm nay thứ Năm ngày 3 tháng 8 năm 2023. Chương trình hôm nay do Mạnh Hùng thực hiện, sau đây mời quý vị nghe các tin đáng chú ý trong ngày. Nhu cầu thị trường lao động Nam Thái Lan tại Nhật Bản, đó là sự hợp tác giữa Cục Việc Làm và Tổ chức IM Nhật Bản. Thái Lan mang đến sự đổi mới công nghệ, sáng tạo mới hòa quyện với văn hóa Thái Lan và sức mạnh mềm để thể hiện bản sắc du lịch Thái Lan ở cả năm miền. Nhà máy điện cao thế kỹ thuật số đầu tiên ở phía Bắc, Mẹ Mõ 2, hỗ trợ tăng năng lượng tái tạo thông qua đổi mới và công nghệ thông minh. Điều này làm giảm chi phí bảo trì và sử dụng ít không gian hơn. Các nhà nghiên cứu Thái Lan bổ sung các giải pháp thay thế mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường thiết bị điện tử đeo tay. Bản tin do Phanik Nicha Krayrek biên soạn. Sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 8 tháng 12, 2018, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự luật sửa đổi luật nhập cư, có thể cho phép lao động nước ngoài không có tay nghề đến làm việc tại Nhật Bản. Trước đây chỉ là thực tập sinh kỹ năng để giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động tại Nhật Bản. Luật nói trên có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2019. Thực chất có thể kết luận rằng, theo luật chấp nhận lao động nước ngoài mới này, lao động nước ngoài trong tình trạng thiếu việc làm tại Nhật Bản có thể ở dưới hai trạng thái, tức là trạng thái lao động có kỹ năng đặc định, có thể làm việc và cư trú tại Nhật Bản không quá 5 năm liên tục, nhưng không thể mang theo gia đình sang ở cùng, và là lao động có kỹ năng đặc định loại 2, có thể làm việc và cư trú tại Nhật Bản liên tục vô thời hạn. Họ có thể đưa gia đình đến sống cùng. Có thể thấy nhu cầu tuyển dụng lao động Thái Lan tại Nhật Bản không ngừng tăng cao. Mới đây, Cục Việc Làm Thái Lan thông báo tuyển thực tập sinh kỹ năng người Thái Lan sang Nhật Bản thông qua tổ chức IM Japan năm 2023 đợt 5 làm thực tập sinh kỹ năng, công nghiệp sản xuất và xây dựng từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 18 tháng 8 2023. IM Japan sẽ chịu trách nhiệm về vé máy bay khứ hồi sau khi hoàn thành 3 năm thực tập. Và những người đã được chọn làm thực tập sinh kỹ thuật, tháng đầu tiên sẽ được trợ cấp 80.000 yên, tương đương khoảng 19.527 bạt, miễn phí tiền ăn ở, điện nước. Tháng thứ 2 đến tháng thứ 36 sẽ được trả không thấp hơn mức lương tối thiểu theo luật Nhật Bản, hoặc khoảng 53.000 bạt mỗi tháng. Khi hoàn thành khóa đào tạo theo lịch trình, sẽ nhận được chứng chỉ xác nhận quá trình thực tập và trợ cấp hỗ trợ nghề nghiệp 600.000 yên, hoặc khoảng 146.460 bạt, tỷ giá hối đoái tính đến ngày 24 tháng 7, 2023, cho các chi phí nghề nghiệp khi trở về Thái Lan, tổng số tiền khoảng 2 triệu bạt. Thực tập kỹ năng tại Nhật Bản thông qua IM Japan, thời gian thực tập tối đa là 3 năm. Trong hạng mục công nghiệp sản xuất và xây dựng như đúc kim loại, công việc dập kim loại, công việc hàn, lắp ráp điện tử, công việc bảo trì máy móc, công việc sơn sửa, công việc đúc nhựa, công việc bảo dưỡng ô tô, nghề chế biến thực phẩm, v.v. Với kỳ thi sát hạch tại Trung tâm Khảo thí Bangkok, với bài kiểm tra thể lực và kiểm tra kiến thức năng lực tiếng Nhật, những người quan tâm có thể đăng ký thi tại trang web toea.doe.org.th. Đăng ký điện tử, quản lý lao động Thái Lan đi nước ngoài, điền thông tin để đăng ký người tìm việc, xem danh sách các ứng viên để làm việc của nhà nước chuyển phát nhanh, có thể học cách áp dụng hồ sơ ứng viên và các giấy tờ liên quan tại menu tin tức, thông báo tuyển dụng.
chủ đề thông báo tiểu ban phải thực tập sinh kỹ năng Thái Lan đi tu nghiệp tại Nhật Bản. Ứng viên đủ điều kiện sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 8, 2023 trên trang web của Bộ Việc Làm hoặc trang web của Cục Quản lý Lao động Thái Lan ở nước ngoài. Tin khác, từ sự kiện lễ hội du lịch Thái Lan lần thứ 41 năm 2023, từ ngày mùng 2 đến mùng 6 tháng 8 2023, tại sảnh 5 tới 8, tầng LZ, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit, những điều kỳ thú của Thái Lan theo khái niệm văn hóa, giới thiệu du lịch Thái Lan ở 5 vùng dưới hình thức văn hóa hiện đại, kết hợp giữa công nghệ và đổi mới, mang đến trải nghiệm du lịch vô hình đỉnh cao, không giới hạn ngoài mong đợi. Và ấn tượng khuyến khích du lịch ngay lập tức, sẵn sàng đón nhận hạnh phúc hơn bao giờ hết để đánh thức xu hướng du lịch nội địa. Tổng cục Du lịch Thái Lan tổ chức lễ hội du lịch Thái Lan lần thứ 41 năm 2023 từ ngày mùng 2 tới mùng 6 tháng 8 tại sảnh 5 tới 8 tầng LZ, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit, bằng cách mang lại công nghệ đổi mới, những ý tưởng sáng tạo mới kết hợp với văn hóa và sức mạnh mềm của Thái Lan để thể hiện bản sắc du lịch của Thái Lan ở cả 5 vùng dưới hình thức văn hóa đương đại. Điều này phù hợp với khái niệm phát triển du lịch bền vững để định hướng xúc tiến tiếp thị du lịch, kích cầu ngay nhu cầu đi lại trong nước thông qua sự độc đáo của mọi vùng ở Thái Lan, trình bày sự sẵn có của các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động du lịch dưới dạng hành trình du lịch. Mời khách du lịch trải nghiệm du lịch có trách nhiệm theo khái niệm trong mục tiêu du lịch bền vững, trò chơi và hoạt động nấc thang bền vững và triển lãm bản đồ trình bày các câu chuyện về du lịch thiên nhiên Amazing Thailand và các giải thưởng trong ngành du lịch Thái Lan, các hoạt động hội thảo từ cộng đồng, trưng bày các sản phẩm thân thiện với môi trường, triển lãm biến rác thành kho báu nghệ thuật, hoạt động chia sẻ và chăm sóc thế giới, trải nghiệm và du lịch cùng tuyến du lịch carbon thấp, cho phép khách du lịch trải nghiệm lối sống cộng đồng, hoạt động du hành giải cứu thế giới. Ngoài ra, Tổng cục Du lịch Thái Lan cũng củng cố tổ chức trong việc thúc đẩy du lịch bền vững, thiết kế sự kiện để tạo ra ít chất thải nhất. Do đó, khái niệm không có bãi chôn lấp đã được nêu ra để giảm phát sinh chất thải, dẫn đến các ao chôn lấp đưa vào hoạt động và xử lý đúng cách. Đừng để du lịch để lại gánh nặng cho môi trường và giảm sử dụng vật tư tiêu hao trong trang trí sự kiện bằng cách đưa công nghệ để trình bày sự hấp dẫn của các điểm du lịch. Tính cả tại sự kiện cũng có 14 điểm phân loại rác, gồm 9 điểm trong toàn khu vực sự kiện và 5 điểm tại các khu vực ẩm thực đa dạng. Tại mỗi điểm sẽ có nhân viên cung cấp kiến thức về phân loại rác và xử lý rác đúng cách. Tin khác, khi trạm biến áp cao áp kỹ thuật số MEMO 2 góp phần củng cố sự ổn định của hệ thống điện, hỗ trợ tiêu thụ điện ngày càng tăng ở các tỉnh phía Bắc và Lampang, từ việc mở rộng liên tục trong kinh doanh và du lịch cũng như các dự án phát triển khác nhau như quốc lộ số 5 Bang Prayin đi Chiang Mai, tàu cao tốc Bangkok đi Chiang Mai, đường Phahon Yothin hỗ trợ sự phát triển của huyện MEMO, tỉnh Lampang thành một thành phố đáng sống, bước tới thành phố có nền kinh tế carbon thấp với công nghệ hiện đại, sản xuất và sử dụng nhiều điện năng từ các nguồn năng lượng sạch hoặc năng lượng tái tạo trong tương lai. Trạm điện cao thế MEMO 2 là một phần của kế hoạch hiện đại hóa lưới điện của EGTA để hỗ trợ tăng sản lượng điện từ năng lượng tái tạo trong quá trình chuyển đổi năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch theo quy hoạch năng lượng quốc gia, nhằm mục đích thúc đẩy Thái Lan hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Trạm điện cao thế MEMO 2 với điện áp 115 kW là một trong 4 trạm biến áp cao áp thí điểm đã được xây dựng và phát triển thành trạm điện cao thế kỹ thuật số hoàn thành vào tháng 5 2023. Các thiết bị điều khiển điện tử thông minh kỹ thuật số được sử dụng trong hoạt động nhận và truyền tín hiệu bằng ánh sáng thông qua cáp quang, giảm sử dụng cáp điện đồng, giảm chi phí cải tiến hệ thống điều khiển và chống thất thoát trong cung cấp điện, bảo trì thiết bị, giảm diện tích tòa nhà điều khiển và diện tích bãi kích điện. Tất cả những điều đó dẫn đến chi phí sản xuất điện thấp hơn, giúp giảm bớt gánh nặng cho người sử dụng điện về lâu dài. Bởi cơ quan phát điện Thái Lan hay viết tắt là EGAT, ba nhà máy điện cao thế kỹ thuật số nữa đã được hoàn thành. Đó là nhà máy điện cao thế Trạt, trạm biến áp cao thế Stun và trạm điện cao thế Kantaralak.
tỉnh Sisaket có kế hoạch phát triển các nhà máy điện cao thế sang định dạng kỹ thuật số bao trùm cả nước vào năm 2037. Quý vị vừa nghe xong chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Thái Lan. Chương trình hôm nay do Mạnh Hùng thực hiện. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị cũng vào giờ này ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt. That concludes our broadcast in Vietnamese. This program can be heard from 1800 to 1815 Bangkok time or 1100 to 1115 GMT.